Thưa quý vị và các bạn, cơ quan khí tượng dự báo tuần tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to. Ngày 10 tháng 9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ đã hứng những đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9, các khu vực trên tiếp tục xuất hiện mưa, có nơi mưa rất to, cụ thể Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi lên đến trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo đêm ngày 11 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 14 tháng 9, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trên biển, đêm ngày 10 và ngày 11 tháng 9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng thuộc lãnh hải Việt Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, mưa rào và dông. Trong mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, đêm 10 và ngày 11 tháng 9, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu, vùng biển phía Tây của khu vực Biển Đông, mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh chiếc nón là đặc trưng của Việt Nam xuất hiện trong bộ phim bom tấn đang tạo ra cơn sốt toàn cầu One Piece, khiến nhiều khán giả Việt không khỏi thích thú. Ra vắt vào ngày cuối cùng của tháng 8, One Piece phiên bản live action của Netflix trở thành cơn lốc càn quét màn ảnh toàn cầu, đứng thứ nhất tại gần 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. One Piece nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự tuân thủ đáng kinh ngạc của tác giả Eiichiro Oda. Tại bảng xếp hạng Netflix Weekly Global Top 10, phim đạt 18,5 triệu lượt xem, trở thành bộ phim có lượt xem cao nhất trong số những bộ phim truyền hình bằng tiếng Anh ra mắt kể từ tháng 6. Đồng thời, One Piece cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Trong tập mới đây của bộ phim, khán giả Việt Nam vô cùng thích thú khi phát hiện hình ảnh văn hóa Việt Nam. Cụ thể ở tập 7 của One Piece, nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện ra một chi tiết gợi nhớ đến Việt Nam. Đó là khi băng mũ rơm đang trên đường đi tìm Nami, cả nhóm đi ngang qua một khu vườn trồng đầy cây quýt và có một số nông dân đội nón lá. Chi tiết này khiến nhiều người xem vô cùng thích thú cho rằng đây chính là hình ảnh của Việt Nam, được lồng ghép vào bom tấn của Netflix. One Piece live action được chuyển thể từ bộ anime cùng tên, lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng, nơi cướp biển và hải quân chiến đấu để giành quyền kiểm soát Lucy. Thưa quý vị, một năm học mới đã bắt đầu, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để mua sắm đầy đủ sách giáo khoa cho con em mình, nhất là học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, ngay đầu năm học mới 2023-2024, các trường học đã triển khai cho học sinh mượn sách giáo khoa. Cách làm này đã giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng mua sắm, học sinh nghèo có đủ sách giáo khoa để học và các trường cũng đảm bảo được sĩ số ngay từ đầu năm học mới. Hộ nghèo không đủ khả năng mua đủ sách giáo khoa cho ba đứa con. Tuy nhiên năm học mới này, chị Pi Năng Thị Thí rất vui vì trước ngày khai giảng, cả ba đứa con đều được nhà trường cho mượn sách giáo khoa. Gia đình em thuộc hộ nghèo, nhà nước bên nhà nước cũng hỗ trợ bộ học tập và lại dụng cụ cho con của em và lại cho mượn sách giáo khoa học. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bắc Ái, ngoài các bộ sách giáo khoa mới, nhà trường còn tận dụng các bộ sách giáo khoa cũ trong thư viện cho học sinh mượn. Nhờ đó, trong tổng số hơn 550 học sinh của trường, đã có hơn 80% học sinh có đủ sách giáo khoa để học. Bước vào năm học mới, nhà trường có tạo điều kiện cho em mượn sách và em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Phòng đã chỉ đạo cho các trường là việc chuẩn bị cho học sinh là đầy đủ đảm bảo sách đối với học sinh. Thì mỗi em là đủ một bộ và để mà tham gia học tập. Tuy nhiên thì đối với sách giáo khoa lớp 4 và lớp 8 thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là về hơi chậm. Nếu như mà giả sử mà về chậm á, thì huyện sẽ chỉ đạo cho các trường là sẽ sử dụng sách giáo khoa điện tử để dạy cho các em trong cái thời gian mà sách chưa đảm bảo về kịp thời. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, bộ sách giáo khoa đối với hai khối lớp 4 và lớp 8 lại không thiếu. Vì công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Ninh Thuận hiện đã nhập về 1.450.000 đầu sách. Riêng sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong năm học này là 387.000 bản sách. Riêng năm nay
thì lớp sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 thì hiện tại Sở Giáo dục đang tổ chức đấu thầu. Và hiện tại thì chúng tôi biết là đã tổ chức đấu thầu xong. Năm học 2023-2024, tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh khối lớp 4, lớp 8, lớp 11. Do mất nhiều thời gian thực hiện thủ tục đấu thầu, cung ứng sách theo quy định, vì vậy có những đầu sách đến nay vẫn chưa đến tay học sinh. Do đó, việc các trường học trên địa bàn huyện miền núi Bắc Ái cho học sinh mượn sách giáo khoa được xem là giải pháp cấp thiết, phù hợp, đáp ứng kịp thời việc dạy và học, đồng thời góp phần duy trì sĩ số học sinh. Thưa quý vị, du lịch xanh thân thiện với môi trường hướng đến phát triển bền vững đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khách du lịch. Các mô hình du lịch xanh trở thành sản phẩm trải nghiệm độc đáo để thu hút khách, ghi nhận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khu trưng bày về những vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng ở khách sạn Siêu Sen Hội An. Từ vật dụng cá nhân nhỏ nhất dành cho khách, vườn rau hữu cơ sử dụng phân bón được ủ từ rác thải hữu cơ cho đến dùng gạch không nung để xây dựng toàn bộ khách sạn. Tất cả đều là những nguyên liệu xanh. Mọi vật dụng cần thiết tại khu nghỉ dưỡng này đều được làm bằng tre và gỗ. Chúng tôi sử dụng hầu như không có trở ngại gì. Và cá nhân tôi đánh giá cao với các khách sạn xanh thân thiện với môi trường như thế này. Hướng đi du lịch người ta ngày càng thay đổi và càng ngày càng cao hơn ở cái hướng là thân thiện môi trường và có trách nhiệm. Cho nên việc mà du lịch xanh thì cũng là một phần là đáp ứng cái nhu cầu khách hàng, một phần là thể hiện trách nhiệm của mình đối với du lịch. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có rất nhiều mô hình du lịch xanh được du khách yêu thích, lựa chọn như các tour trải nghiệm làng rau, nhặt rác, lưu trú ở các không gian xanh cùng người dân bản địa. Dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2023-2024 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang được các địa phương tích cực hưởng ứng và Hội An luôn duy trì vị trí là điểm đến đi đầu của dự án này. Với cái sáng kiến là đề ra một cái chiến dịch để giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì đã được tổ chức phát triển của Liên Hợp Quốc là UNDP hết sức ủng hộ và cũng đã hỗ trợ cho một cái dự án để chúng ta thực hiện được cái việc này trong lĩnh vực du lịch. Thì Hiệp hội Du lịch Việt Nam hiện nay đang triển khai cái dự án này và đối tượng chúng tôi hướng tới là các doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch và kể cả khách du lịch nữa. Mô hình du lịch xanh không chỉ là khẩu hiệu mà nó đem lại lợi ích về kinh tế khi rất nhiều du khách, nhất là khách quốc tế lựa chọn trải nghiệm. Chính vì điều này mà thời gian gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp du lịch tại phố cổ Hội An đăng ký thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh tham gia dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam.